Kính thưa quý vị của đài truyền hình VBS Canada, kính thưa quý vị, đây là chương trình văn nghệ đặc biệt của VBS Canada và trong dịp này là chúng tôi gặp được hai nghệ sĩ Bạch Yến và Trần Quang Hải trong dịp hai nghệ sĩ đến Toronto. Kính thưa quý vị, ca sĩ Bạch Yến và nhạc sĩ Trần Quang Hải đến Toronto trình diễn rất là nhiều lần, nhưng đặc biệt lần này hai nghệ sĩ chỉ đến mang một tính cách là vacation thuần túy. Và thật sự mà nói là đây là một dịp rất là may cho chúng tôi là đã được hai nghệ sĩ đồng ý có buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Kính chào cô Bạch Yến và chú Trần Quang Hải. Chào cháu Hùng. Kính thưa cô chú, thì trong giới văn nghệ thì cháu thấy là có nhiều anh chị đó là hay gọi những người đi trước là anh chị. Nhưng mà đối với cháu đó thì cháu vẫn thấy là comfortable để mà cháu không có cảm thấy comfortable khi mà gọi những bậc gọi là trưởng thượng hay là thuộc thế hệ lớn hơn mình là anh chị. Cháu thấy cái đó nó có vẻ ngang hàng, nó không có được lễ phép. Nhưng mà em cứ bị tự nhiên. Thưa cảm cô, thấy như chú thế nào thì xưng hô như vậy không sao. Thì tại vì cháu thấy là trong tiếng Việt mình đó là có nhiều cái đại từ danh xưng, cô chú, bác, thím, xưng cháu, xưng em vậy đó, thì cháu thấy cái đó là một cái gì rất là phong phú và rất là unique, rất là đặc thù của cái văn hóa Việt Nam. Đúng vậy. Thành ra ngày hôm nay cháu xin phép là trong buổi phỏng vấn cháu vẫn gọi cô Bạch Yến là cô và chú Trần Quang Hải là chú, giống như là ở ngoài đời. Đúng vậy. Mình nói chuyện và như vậy thì cháu thấy là tự nhiên nó tự nhiên và mình không có làm nghèo nàn cái tiếng Việt của mình. Kính thưa cô chú, thì cái câu hỏi mà cháu có một cái thắc mắc hồi nào tới giờ, cháu cái thắc mắc hoài đó là từ khi mà cô Bạch Yến với chú Hải kết hợp với nhau thành một đôi nghệ sĩ đi trình diễn nhạc cổ truyền Việt Nam, thì như vậy là cũng từ năm 77 đến giờ 78 đến giờ là cũng 32 năm rồi phải không cô chú? Thì cháu thấy là cái thời gian như vậy là cô trình diễn nhạc dân ca dài hơn và lâu hơn cái thời gian cô hát tân nhạc. Đúng, rất là đúng. Nhưng mà tại sao là khi mà khán giả Việt Nam mà họ nghe đến ca sĩ Bạch Yến thì họ vẫn thích nghe ca sĩ Bạch Yến hát tân nhạc hơn, thì như vậy có cái gì khác nhau giữa tân nhạc với là cổ nhạc không thưa cô? Đó cho đúng, tại vì cô xuất xứ là hát tân nhạc và đặc biệt hát tiếng ngoại quốc. Mà đó là từ lúc ban đầu khi cô ngừng không có làm siêu motorbike, cô trở về âm nhạc trở lại, thì cô được nổi tiếng qua bài Đêm Đông rồi hát những bài ngoại quốc nổi tiếng khác. Thì những người mà nghe mình từ xưa đó quen rồi, ghi sâu vào trong tiềm thức và những cái ngưỡng mộ thích thú đó nó vẫn còn. Thành ra khi mà nghe mình hát dân ca thấy lạ quá, nó vẫn còn là mới lạ, thì mấy người đó cũng có lý, là tại vì cho tới bây giờ cô cũng chỉ hát nhạc dân ca một cách rất là đơn sơ, chứ cô không hát như là rất là xuất sắc của cô không lột tả được những cái xuất sắc đó bằng như cô hát tân nhạc. Tuy rằng cô hát bây giờ thì cũng là vững hơn rồi, rất là đúng luật, đúng theo lề lối, nhưng mà tại vì những người nghe đó đã quen nghe mình hát những cái bài nhạc tân nhạc đó, nó hay hơn mà hồi nào tới bây giờ quen tai rồi. Cháu thấy hình như là tại vì người Việt Nam mình thì cái tân nhạc nó có tính cách giải trí phải không thưa cô chú? Đúng, tân nhạc là làm văn nghệ. Còn khi cô quay về nguồn để hát nhạc dân ca, để đi theo với chú, thì đó là để làm văn hóa. Đương nhiên cô phải hy sinh rất là nhiều, tại vì phần nhiều những người hát
nhạc cổ hay là từ cải lương cho tới dân ca tới nhạc cổ điển đủ hết, thì thường hay nó ngược lại, tức là mấy người đó quay về hát tân nhạc. Còn cô thì trường hợp ngược lại là cô hát nhạc tân nhạc trước mà lại nhạc Tây Phương nữa, rồi lại bây giờ quay ngược trở lại làm nhạc dân ca. Thực ra đó là cái điều lạ. Dạ, cháu cảm ơn cô. Chú ơi, thì ở đây cháu có đem theo cái dĩa này. Đây là cái CD. Thì ngày xưa lúc mà phát hành thì là đầu tiên là một cái dạng dĩa, dĩa nhựa 45 tua, phải không? Không, cái này là 33 vòng. Dạ, dạ, và đây là bây giờ là sau này họ phát hành thành theo, CD. Theo dạng CD. Theo dạng CD. Dạ, thì cháu rất là thích cái đĩa này. Cái CD này, dạ vâng. Dạ, cái CD này nó khác với cái kia. Dạ khác, dạ vâng. Không, nhưng mà điều mình phải nói rằng đây là cái CD đã được giải thưởng Charles Cros ở bên Pháp, ở Paris vào năm 1983. Dạ vâng. Khi mà dạ, cô chú thực hiện cái dĩa này đó là với mục đích để giới thiệu văn hóa âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Và rất may mắn là trong ban giám khảo đã nhìn thấy một cái khía cạnh rất là đặc biệt của một đôi nghệ sĩ sống ở bên Pháp và làm những cái chuyện mà rất là hữu ích, là giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với người Âu Châu. Yeah. Và thứ nhất là đến với những trẻ em, tại vì dĩa này đó đã được phân phối trên toàn Âu Châu, mà nhất là được được dùng ở trong những trường học. Dạ, dạ vâng. Kính thưa quý vị, thưa cô chú, thì khi mà cháu nghe cái đĩa này đó thì cháu rất là xúc động, tại vì cháu thích và xúc động tại vì những cái phần mà đàn bầu hoặc là đàn tranh mà chú đờn ở trong đó thì thuần túy là đàn tranh hoặc thuần túy đàn bầu. Và khi mà cháu nghe cô hát ầu ơ thì cháu bị được một cái flashback mà trở về lại cái thời gian mà cháu 3 tuổi 4 tuổi mà nằm trên giường mà được mẹ ru hoặc là bà ru gì đó. Thì cái thời điểm đó thì cháu nhớ là cũng là cái tiếng ru ầu ơ rất là mộc mạc, và cái buổi trưa hè thì rất là yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt phe phẩy quạt cho cháu thôi. Thì khi mà cháu nghe cái này thì cháu không có thấy được cái không có nghe cái background là cái tiếng nhạc để đúng theo. Rồi. Dạ, thì đó là a cappella. Dạ vâng, dạ. Thành ra đó là cái mà cháu thấy khác hơn những cái CD dân ca khác. Đúng. Thành ra cháu muốn thắc mắc, cháu muốn hỏi thăm cô chú là bây giờ cô xin phép trả lời câu đó. Dạ. Sở dĩ cái dĩa này mà được giải thưởng này không ai mua chuộc được hết. Dạ. Tự nhiên thôi, những người giám khảo họ nghe, họ nhìn thấy rằng chú với cô làm cái dĩa này trong cái tinh thần là giữ bảo tồn văn hóa Việt Nam chứ không có là thương mại hóa. Yeah. Thành ra tuy cô nói là cô hát không có dân ca không hay như những người khác hay là không hay hơn tân nhạc, nhưng mà cô hát rất là đúng, đúng theo truyền thống. Và cái dĩa này nói cho rõ là được giải thưởng gọi là Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Yeah. Đó là một vinh dự rất là lớn ở bên xứ Pháp. Ai mà làm dĩa hát là được cái là giải thưởng đó đó. Thì cơ quan nào mà... không, cái đó là một cái của chính phủ. Của chính phủ. Chính phủ đưa ra là nó tương đương với thí dụ như mình làm phim mà mình được Oscar. Dạ, yeah, giống như là một viện hàn lâm âm nhạc. Đúng là rồi, đó, phải rồi. Viện hàn lâm về dĩa hát. Dạ vâng, dạ. Thành ra cái mạnh cái ưu điểm của đĩa này là về cái gì? Cái thuần túy đặc trưng của âm nhạc Việt Nam, tức là không phải là dùng những hòa âm hay là làm gọi là canh tân hóa. Yeah. Âm nhạc cổ truyền, khi nào hát dân ca, hát những điệu hát ru, người mẹ hát ru làm sao mà có những cái đàn đó, theo đó là điều cháu nhìn thấy đó. Đó, yeah, yeah, là mình làm đúng theo truyền thống chứ. Yeah. Còn không có đờn tranh là đờn không có đem những âm thanh điện, đờn bầu không có âm thanh điện. Yeah, yeah. Là hoàn toàn là nghe âm thanh chính xác của cái đàn nó phát ra. Yeah. Thành ra cái đó là làm sao là mình cho thấy rằng trong cái nhạc cụ của xứ Việt Nam hay là trong những cái lời ca không có dùng những cái hỗ trợ của sản xuất.
xảo thuật của âm thanh. Yeah. Âm thanh. Yeah. Tôi thấy là cái background là yên tĩnh rất là tôi cứ nhớ tới cái trưa hè của Sài Gòn ngày xưa. Sài Gòn ngày xưa thôi chứ Sài Gòn bây giờ thì ồn lắm, không nghe được cái yên tĩnh như vậy. Dạ. Mà ngay đến hiện tại bây giờ đó, cô chú đi diễn, thường đi diễn, vẫn còn đi diễn đó, là lúc nào cũng trình diễn y như cái gì thầy và cháu nghe. Yeah. Đó, chứ không phải là mình chỉ đi thâu thanh vậy thôi, ra ngoài mình lại cứ đệm đàn lung tung beng. Dạ có. Thưa cô, ở trong này cháu xúc động nhất là cái phần mà hát ru. Hát ru ba miền. Đúng cháu rồi. Cháu không biết là cô có thể cô... cho quý khán thính giả của VBS Canada một câu ru ngắn thôi. Dạ, cô sẽ hát ba miền hết, nhưng mà mỗi một câu, mỗi một miền cô hát một chút thôi. Đó, để cũng như mình tượng trưng thôi hết. Dạ, cháu mời cô. Thí dụ ở miền Bắc thì cô ru như thế này. À ơi, à ơi, khai ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cây đồng sâu chưa về, bắt được con chầm con chê, cầm cố lôi về cho cái ngủ nó ăn. À ơi, à ơi. Cảm ơn cô. À, bây giờ là hát ru miền Nam. Ru miền Nam, ầu ơi dầu. Ầu ơi với dầu. Ầu ơi với dầu, bầu ca nấu canh bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Hát ru miền Trung. Hát ru miền Trung. Miền Trung thì có một thang âm nhạc rất là lạ, cũng rất là hay. Đã rủ em mẹ thẹt mà cho muôi để mẹ đi chợ mẹ ăn trâu nha. Cháu cảm ơn cô. Cô chỉ hát tượng trưng thôi, cắt ngắn bớt. Kính thưa cô, thì trong cái giai đoạn mà cô qua bên Pháp trước năm 75 đó, thưa quý vị, thưa cô chú, thì cái thời điểm đó là đã có 3 đĩa hát được phát hành ở châu Âu. Kính thưa quý vị, tại vì thời điểm đó là 3 đĩa hát này đã phát hành ở châu Âu, thành ra rất là nhiều khán giả Việt Nam mình nghe nhưng mà chưa, có thể là chưa thấy được tận mắt. Thì cá nhân chúng tôi, Tôn Thất Hùng đã sưu tầm được 3 đĩa hát này. Và thưa cô, là trong cái thời điểm đó có cái kỷ niệm nào mà rõ nhất với cô cái thời điểm này? Đây cũng là một cái đánh dấu lớn khi mà cô hát ở Việt Nam được nổi tiếng, những bài tân nhạc đó, đúng không? Thì qua Pháp, thì lúc ban đầu có ý định qua Pháp để trau dồi cho tiếng hát của mình nó giàu hơn, nó hay hơn, thì được hãng dĩa Polydor mời. Thì đó cũng là vì như vậy, có thể vì như vậy là khán giả Việt Nam rất hãnh diện
rất vui có một người nghệ sĩ đi hải ngoại, khi trở về nước thì cất theo trong túi mình ba dĩa hát mình thâu mà được phổ biến do nơi người Tây Phương làm, chứ không phải mình tự làm lấy. Đó là kết quả của chuyến đi sang Pháp 1961 tới 1963. Dạ, chào, cảm ơn cô.